để em hát bài này cho mọi người nghe tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng nói chi vậy trời mới ở t 30 về lo cho chồng lo cho con lo cho gia đình lo cho công ty giống như lời chị nói thì được rồi uống nhạc uống lắm cũng say người khôn nói đúng nói hoài nó cũng nhảm chỉ là nói dài nói dai thành nói dài Chị nói 20 tháng 10 này bắt đầu là chị sẽ quốc thầy minh tệ Và chị nói ra thầy đúng chỗ nào, thầy sai chỗ nào Và ai là người đứng sau lưng thầy Mà thật sự Ngày hôm qua chị nói Nó không có dính liếu gì hết trơn á Rồi chị nói, nói là bà đã kêu giải cứu thầy Thầy làm cái gì mà giải cứu Thầy có cần ai giải cứu thầy Thầy đi tới đâu Đều có Cơ quan chức năng nhà, nhà nước người ta ủng hộ thầy người ta bảo vệ thầy mà bà kêu đi giải cứu thầy, bà kêu tiếng quán cho thầy, Chỉ là nói dài nói dai thành nói dài, rồi chị còn đem bà trương mỹ lan ra nói, trời ơi nghe nó mắc cỡ, ờ, bà trương mỹ lan bảnh đẹp bằng chị, nhưng ông bà ta có câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người, Chỉ bằng bà, người ta đâu có bị chửi như chị, người ta cái đầu người ta thông minh nhưng chẳng qua là người ta nói chung là người ta giống như thất thế một cái gì đó đi người ta tính sai một nước cờ đi thì người ta chấp nhận người ta chịu còn chị là người ta chửi chị quá trời chửi luôn chị nói chị muốn làm chị chở bánh tráng như này nè chị nói chị không thực hiện được không trước khi chị ra chạy tôi đã nói rồi bà này về rồi là bà này không ăn phận đâu bà này sẽ lên nói nữa y như vậy nói chị chứ nghĩ chị, chị là, là nhất trên thế gian này ai cũng yêu quý chị có những người không biết yêu quý chị thôi Tung hô chị thôi Cô mãi đỉnh, cô mãi đỉnh Đỉnh quá cho đỉnh luôn Ra ngày trước ngày sau bị mời Người ta nói nha, tôi không biết Người ta đăng trên mạng thì tôi nói theo cái lời của ông ta Rồi bữa nay nghe nói bị mời nữa chi vậy Khôn người khôn mà vậy à Chị nói hôm trước là hôm sau chị lập Chị nói hôm trước là hôm sau chị lập Trời ơi chị nhìn cái nước cả gì Nói chung là chị Chị không nước nhiều quá lúc cho thấy là thương thì ít chửi thì nhiều không chửi mắc cỡ luôn cộng đồng mạng á chị làm một phát một là tối hôm qua là ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng với chị chính chị không đụng được đâu chị ơi đó rồi mạng xã hội người ta xôi đó mạng xã hội không có giỡn được đâu đó người ta xôi chị với bà này là thân nhau chụp hình hồi trước như nào nào người ta tung lên đó gợi giỡn sao cô mãi đỉnh chưa mấy đứa đỉnh nhiều chưa đỉnh dữ chưa đó đỉnh bây giờ bị mời người ta khôn là người ta lên mạng người ta nói điều hay ý đẹp chị nói những cái từ cứ bằng giang hồ không à rồi hệ lĩ cho lớp trẻ sau này rồi văn tục văn bậy vậy đó mà không biết tung hô cái gì ngưỡng mộ cái gì không hiểu nữa trời rồi đó chị nói chị quốc thầy chị quốc cái gì chị quốc coi chị có làm được đâu vì chị sợ, chị thử vậy đó Mà toán của chị là chị thử mạng cộng đồng xem sao Nếu mạng cộng đồng theo về phía chị là bắt đầu chị tiếp tục chị nói thầy Thế là Phật sống chị không có hại thầy được đâu Chị trên một người dưới Trên dạng người dưới một người là dưới thầy đó. Chi vậy chị ơi Đó Rồi nếu như chị nghĩ chị đi chạy một lần nữa thì sao Rồi bây giờ Lôi ra bắt cái cô đó đó Người như thế nào Cô đó cổ tự chịu Thấy tôi nghiệp người ta không Gì chị Nam vậy để làm chi Được cái gì Chị nói chị lo Con gái chị Nó năn nỉ chị Nó gian sinh chị Chị nói chị không lên nữa Chị có làm được không Nhưng mà theo tôi nghĩ là bữa nay chị Nếu như mà hôm nay đúng chính xác chị bị mời là Chắc có lẽ là chị sẽ không lên nữa vì nó mắc cỡ quá trời Mạng xã hội hai năm mấy người ta yên ổn Bây giờ chị về một cái Nó lượn hết lên Người này chửi người kia Người kia chửi người nọ Phe phái bên này phe phái bên kia Mong là chính quyền địa phương Đừng có cho chị lên mạng nữa Để cho mọi người yên ổn Thật sự Tôi không có ghét chị cái gì Nhưng tôi không thích chị Cái tánh chị lên Nói hôm nay là ngày mai lật ngược nói được không làm được Từ thiện thì chị thấy bao nhiêu người đã làm Bản thân tôi cũng làm từ thiện hơn 10 năm nay Nhưng tôi đăng bài Tôi đăng rất nhẹ nhàng Nói rất lịch sự đàng hoàng Của ít lòng nhiều Chúc ít gửi đến bà con Tấm lòng thành Mong bà con cùng nhau giữ khó Mong bà con an lành hạnh phúc Đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi Chứ không như chị Ngồi nhiều người á Không biết nó thật sự nó quỷ mổ tim nè nhiều người không biết nó ở sao quỷ mổ tim phải kê khai Thôi nói mất công lắm Tại chẳng qua những người không biết thì thôi không nói Còn vụ kim cương hột Sòn Đó Rồi hột sòn dữ chưa Có những người vô chơi mạng chơi mạng xã hội mà không biết Còn vô kêu em nói hột sòn đi nó Đừng kêu chị nói, chị nói là mắc cỡ đó Tại vì hột sòn bây giờ ai cũng biết hột sòn giả dạ. rồi. Đó, người ta trách lên mạng đó Trên hệ thống đâu có Cái tên của cái hột sòn đó đâu đó vậy mà vẫn có người không biết kêu nói học sòn đó đi nhờ chị đó mấy em mới lòi gọc sòn giả đó chứ không có chị mấy lòi gọc sòn giả đâu đó nên là cảm ơn chị đi nhờ chị các em mới biết đến kim cương học sòn nhưng mà chị có chữ bị chữ chút cũng không sao nhưng mà chị á cứ cho là chị không biết gì chị nói đi mà có những người là chuyên gia bán học sòn đó rồi những người mà cứ bằng gọi là khôn ta đây á về giải thích lột xoàn của chỉ lột xoàn giả rồi bây giờ không ai dám giải thích nữa <laughs> im hết trơn im phăng phát luôn <cười> mắc cười muốn xỉu nhưng mà thôi vậy để cho mọi người biết được nó như thế nào còn riêng về bản thân em nói với mọi người em là người không bao giờ nổi bậy em là người cực kỳ uy tín đàng hoàng người ta theo dõi em từ nào giờ ta biết không có gì gọi là nhục nhã chẳng qua là mình trên cái thương trường làm ăn mình muốn tạo nổi mình muốn tạo cái đầu drama nào đó thì mình phải chấp nhận nghịch đà nhưng mà em xin nói nha nhà em tường bê tông cứng lắm không ai đập được đâu trừ khi bản thân em làm bậy, đúng không thì trời hại em thôi em luôn lúc nào em nói con trời con Phật mọi người nhìn mọi em mọi người biết mà đúng không? đó em không bao giờ nói bậy, đúng không và em làm cái gì cũng làm bằng cái tâm của mình đó nên là em mới được như thế này mọi người cứ yên tâm về em đi ai theo dõi em ai ủng hộ em hứa sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng đó rồi đó Bắt đầu bây giờ bao nhiêu người quay xe Nói cái vụ quay xe nè Ai quay xe Hứa gần người đó sẽ là chính Khẳng định luôn Vì sao Vì nếu chị ta Là chính đó, Thì chị ta không bị như vậy đâu Nghiệp nó quật Rồi khiến cho nói tầm bậy tầm bạ Chị nè Cái sai của chị à Cái sai nặng của chị là cái gì biết không Chị ra Chị nói chị gì dân mà chị mới đi tù Ủa vậy chính quyền việt nam mình sự quan sức cho chị à làm một cái người như chị đó thừa tiền để mướn luật sư giỏi bào chữa cho chị nếu mà là chị đúng chị nói như vậy khác nào chính quyền việt nam mình là sự ép cho chị sự quan cho chị nên là cái ngu của chị là nói cho chị biết nên là chị cứ bị mời hoài lại chỗ này Nên là khuyên chị lần này rồi Rút kinh nghiệm đi Về lo cho chồng lo cho con đi Cho xã hội được yên ổn Xã hội mà vì chị đó bây giờ người ta Chửi nhau Nói nặng nói nhẹ nhau Cũng là đồng bào mình không Mà nó như vậy Bản thân tôi là phụ nữ tôi cũng thương chị lắm Nhưng mà tại vì chị như vậy đành phải lên nói Chứ lên nói với chị Cũng có hay ho gì đâu Cũng tôi cũng bị chửi vậy Chứ không phải Người ta thương tôi hết đó Người ta cũng chửi tôi tôi bên chị đó Nhưng mà buộc phải nói Mong chị là lần này Suy ngẫm Mà đừng có lên mạng Nói này nói kia nữa Cứ làm việc thiện việc tốt đi Rồi á Những cái người người ta làm mạng xã hội Người ta tự đăng chị Rồi mọi người sẽ biết thôi Chúc chị vui vẻ An lành hạnh phúc bên chồng bên con